Nô nha, chào mừng em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây, mình sẽ chơi game từ win lên thì hệ thống chơi game từ win, hai win, hai win, hai win, e win nha mọi người. Thì vốn mình hôm nay đang có 13, 17 ấy, một số vốn rất to, nó có sắp tới có dự định giáng sinh các bạn này. Các bạn có sự nhận được danh nhận quà free mỗi ngày này, ai chia trên Facebook mỗi ngày được 3 đồng, ít nhất mỗi tháng được 90.000 đồng ấy. Hay là có Zalo lâu mình có mình tặng em thôi, nhưng mà mình chơi ấy, mình ít khi mình quan tâm cái đó lắm, chơi chủ yếu là mình chơi ăn được nói không thôi. Hôm nay mình chơi con game gì đây? Ui, mình chơi con game đỏ đen này, bài đỏ đen này nha. Hy vọng hôm nay nó cho ăn một xíu thôi. Chà, cái này căng đấy, theo biết cầu như thế nào đây. Ui giời ơi, thì này mình sẽ đánh đen anh em, mỗi lần mình đánh 2 mê đi, xem hôm nay nó ăn nổi nó được cái gì không anh em. Chơi thì hên xui thôi anh em, hên là mình ăn được nó thôi, xui thì mình anh em biết đây ra đạo thôi. Game này là game hên xui mà anh em, quan trọng nhất là anh em phải hên thôi anh em ạ. Bởi đã đéo hên thì đéo có cơ gì thắng nó đâu. Phải lìn kìa, bài thế mà đéo win được, cột quỳ lẽ rồi mà, nó bài lẽ là mình đéo có con gì mà thắng nổi nó luôn ấy. Ôi giời ơi, đen thế anh em ơi. Theo biết có thắng nội nó không đây chứ. Hên xui cả thôi anh em ạ, hên xui cả thôi. Đôi chín là thắng chắc rồi. Ngon nha. Hòa vốn nhưng mà thấy ngon anh em ạ. Còn thua 40.000 ấy, 60.000 nhưng mà vẫn thấy ngon. Bởi vì đã thắng là ngon rồi anh em ạ. Chứ còn hơn là thua 2 ván liên tục là cũng lo đấy anh em ạ, lo đấy. Không đơn giản đâu. Lo thật sự đấy anh em. Nếu thua 2 ván liên tục đấy. Điểm may. Đây rồi, thắng chắc rồi. Ri con chỉ mình con Ri là thấy thắng rồi. Bởi vì nó bên kia nó bày lẽ hết kìa, nó có cùng đéo phải xám, đéo phải thùng phát sạch, đéo phải thùng, đéo phải sạch, đéo phải đôi, bằng đéo có con gì cao cả. Thì lúc đấy mình thắng chắc rồi có gì nữa. Bởi mình chỉ cần lên con 6, con Ri đã thắng rồi chứ không cần mày con át ở đâu. Mà nó còn lên đôi Ri là mới đau chứ. Càng thế. Hên thế anh em. Hên chứ không phải. Nhưng ván này toang rồi. Biết ngay mà. Ván một xíu là thùng luôn kìa. Một xíu là thùng luôn ấy. Một xíu là thùng luôn. Mà thôi, thua là thôi. Chịu. Mình ván là mình sẽ đặt 500 ở cái phần may mắn này xem sao nào. Mình đoán là lần này có. Ôi dồi ôi. Mình đặt bên đỏ nó có phải là ngon được không nhỉ? Đúng không? Nếu mình đặt bên đỏ đó nếu. Nếu mình đặt bên đỏ là pha đó là ngon rồi. Đúng không? Trúng cả hai bên luôn ấy. Nhưng mà đó chỉ là nếu thôi anh em. Nếu và nếu thôi. Đôi này. Nhưng mà đôi này đéo vui rồi, đôi trúng là may mắn thôi chứ đéo phải trúng bên mình. Mẹ pha đó đôi mình còn mừng được biết đâu chứ anh em. Một mê ván này. Thôi 3 mê bên này, 1 mê bên này đi. Bởi mình nghĩ là ván này nó đéo về đôi đâu. Đó mình nghĩ, còn là nó về hay không mình đéo biết được. Đôi nó về thùng luôn này, ngon luôn đúng không? Thua cả hai bên luôn anh em. Thôi đánh bài poker ván này. Vậy nó là xui rồi thì mình nghĩ là không nên đánh con game nó nữa. Bởi là xui là nó khả năng cao, nó xui tiếp đấy anh em. Mà xui tiếp thì cũng không nên đánh đâu. Vì đánh tiếp là càng xui à. Trời ơi, từ những con game này nó về bờ này. Gần về bờ, chưa về bờ nhưng mà cũng ngon. Ôi giời ơi. Đây này, ngon nhận đi thôi. Pha đó tham ăn, định ăn to được cái lỡ mai thua cái là toang lắm anh em. Đỏ tiếp anh em kìa. Càng thế. Cái thằng đỏ nó về nhiều thật đấy. Thôi, mình đang con poker, bài của poker này mình đang hên ấy. Việc đéo thì mình ra đánh con game kia đúng không? Anh em đã biết rồi, cách đấy là mình là ví dụ con game thì đang hên là mình sẽ đánh con game đó. Con game mà đã xui thì thôi, tốt nhất là đừng đánh game đó anh em ạ. À. Phải nhớ điều đó anh em nha. Đừng cố gắng đánh một con game mà con game mình nó đang xui. Nha anh em. Có phải con game đéo nào nó ngày nào nó không xui đâu. Đây anh em này, bây giờ nhờ con game đéo này là mình lên 16 mê, 17 mê luôn này anh em, thắng luôn đấy. Mục tiêu mình chỉ cần lên là tầm 2 mê đến 25 mê, mình nghĩ là nằm trong khoảng đó là mình nghĩ được rồi. Nhưng bây giờ mình đã lên là gần 17 mê rồi đấy anh em. Ngon không ngon chứ. Từ cái thế là đạo rồi, còn có mấy mê thôi mà. Ôi dồi, ri ra ri kìa. Ôi dồi, 2 ván thua liên tục là mình nghĩ là nên ra đánh game khác thôi anh em ạ. Thua 2 ván liên tục là nên ra đánh game khác thôi. Không nên đánh con game đó nữa bởi vì có 2 trường hợp, một là mình xui thật. Đấy,
hai là mình bị soi. Mà đánh như thế đéo vào pha đó cũng không nên đánh nữa. Đấy, ván này thắng tiếp thì ngon anh em này. Ra ngoài con game đéo này mà nó thắng thì ngon, đúng không? Cũng đéo biết được. Toang rồi. Thua cả hai luôn như mẹ. Con game đỏ đen này xui thật sự với mình ấy. Chán luôn anh em. Chán con game đỏ đen này luôn ấy. Đây rồi, may. Mày đây rồi, lên mày. Thôi đéo đánh đêm đỏ đen rồi anh em. Game bài mà đỏ đen mà xui quá. Trời ơi, pha đó nốt đánh dưới luôn kìa. Mà đéo được ấy. Ôi giời, pha đó đéo đánh dám đánh dưới kìa. Xui thế. Ôi giời. Con game đéo này non này xui. Xui mình ra đánh con game này tiếp. Đấy. Mà lúc này đỏ đen mình thua nhiều lắm rồi đấy. May nhờ game poker mình ăn được xíu. Thôi hôm nay lên 20 mê mình nghĩ thôi nha. Trời ơi, cái bài kia bằng đéo win nổi kìa. Bài nó xấu như vậy mình đéo win nổi luôn. Chịu luôn đấy anh em. Bài cái thằng kia nó quá xấu luôn đấy. Nhưng mà đéo thắng nổi. Thằng bên đỏ nó xấu như vậy mà mình đéo thắng nổi nó. Nhưng có đen như vậy. Đây này. Trời ơi, một phát cái lên 20 mê luôn nè. Trời ơi, cái gì vậy? Ngon chưa anh em kìa. Ơ, thế là mình lên 20 mê rồi anh em ạ. Phái đạn kìa. Tự nhiên đánh một cái liều, một cái nó ăn, một cái nó về luôn. Thôi nghĩ anh em ơi. Nghĩ nha. May nhờ con bên poker này. Nghĩ. Tính ra là con bên poker này nó dễ ăn hơn game đỏ đen em ạ. Đó so với hôm nay. Mà hôm mai thì mình đéo biết được anh em. Thôi, nghĩ là hôm nay mình thắng như thế này là quá là ngon, là nghĩ nha anh em. Thôi, video này mình tụng nha. Bye bye anh em.